Lạc đà giữ nước trong cơ thể bằng cách nào? Cùng khám phá nhé! Lạc đà là loài động vật lớn nhất sống được trên sa mạc và các vùng khô cần thiếu nước uống. Chúng có hai loại là lạc đà một bướu và lạc đà hai bướu. Một con lạc đà trưởng thành cao 2,15m và chúng có thể chạy 65km giờ ở vùng có cây bụi ngắn. Lạc đà không chảy mồ hôi và cũng mất rất ít nước trong quá trình bài tiết. Ngay cả chất lỏng ở mũi cũng được giữ lại thông qua một khe xuống miệng. Chúng được biết đến nhiều nhất nhờ các bướu. Đây là nguồn dự trữ các mô mỡ trong khi nước được lưu trữ trong máu. Khi khan hiếm lương thực, bướu lúc đó sẽ co lại và mềm đi. Đến khi có nước nó có thể uống được liền một hơi 57 lít nước để bù lại phần chất lỏng bị mất. Một con lạc đà có cân nặng 600 kg có thể uống 200 lít nước trong 3 phút. Giờ đây, bạn đã hiểu rõ hơn về lạc đà, hãy tiếp tục khám phá thêm nhé. Mọi người đăng ký và ủng hộ kênh để có động lực ra nhiều video hấp dẫn.